nay hai các bạn hôm nay Themi sẽ chỉ cho các bạn thêm một cái loại hoa nữa, là mình sẽ có một cái bình như vậy, nghe chưa? Bạn thấy không? Đó, một cái bình như vậy. Thì Themi đã bỏ hết những cái mà flower form vô trong này rồi, Themi đã dùng nước vào trong này rồi, thì sẽ có một cái video nữa Themi sẽ chỉ cho các bạn how to, không có phải là mình bỏ nó vô nước bình thường đâu mấy bạn. Nó sẽ có một cái cách mà mình bỏ nước vô để cho nó thấm hết mọi cái nước vô trong cái này đó mấy bạn. Chứ nhiều khi mình bỏ không có đúng cách đó, ở trong này nó có thể là có nhiều chỗ nó không có nước bỏ vô mấy bạn biết không? Thì nó không có nước bỏ vô như vậy đó, thì cái hoa mình bỏ vô, khi mà cái hoa mình cắm vô nó sẽ không có đủ cái nước để cho nó hút, thì cái hoa nó sẽ chết rất là nhanh. Thì có một ngày nào đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn trước, nhưng mà chỉ cho các bạn cái đó, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn cắm cái bình hoa này để mình trưng bàn thờ nó cũng đẹp, rồi mình trưng trên cái bàn cũng đẹp, mà mình cắm theo cái kiểu mà cổ điển đó, cho nên là Themi sẽ để cái bình bông này cho các bạn coi ha. Thì trước tiên á, Themi có cái bột này, Themi sẽ đổ cái bột này ra để mà mình chấm ha, mình chấm mỗi một lần mà mình mỗi một lần mà mình làm đó các bạn, thì mình chấm nó mình sẽ chỉ cho mấy bạn. Mình có nhiều hoa lắm. Để mình, ok, trước tiên á mình sẽ làm một cái chính ở giữa nha mấy bạn. Thì mình sẽ cắt làm sao cho nó đều cái chân của nó. Rồi mình nhúng nó vô nước. Thì mình có cái bông ra. Xong rồi mình nhúng nó một chút thuốc vô ha. Nè, một chút thuốc vô. Rồi mình bỏ nó nằm ở ngay giữa. Thì đó là một cái mình cắm ở giữa nha mấy bạn. Đó, mình cắm ở giữa. Rồi á, mình sẽ lấy thêm mình để cái hoa ở bên dưới này cho nên hơi khó. Mình cũng cắt cỡ đó. Thì cái này chắc mình phải làm khoảng chừng, Themi làm nó lớn á thì mình làm khoảng chừng 5 hoa ha, 5 hay 6 hoa đi. Một cái ở giữa, xong rồi những cái mình vòng bốn xung quanh ha, vòng mình làm bốn xung quanh của nó, mình cứ đi vòng tròn như đó. Thầy mi sợ nó chết đó, cho nên thầy mi phải cho cái thuốc nó vô để cho nó chắc ăn nó sống được lâu. Cái này nó hơi dài, mình cắt ngắn nó, cắt ngắn đi ha. Cái này nó hơi bị dài. Này sao mà mình cắt nó vẫn còn dài, với bạn mình cắt nó ngắn lại nữa ha. Dưới nó là được 3 bông rồi ha. Xong mình làm thêm 2 bông nữa là nó đầy. Nó đầy 5 bông. Từ từ đi làm thêm bông nữa nha. Mình bỏ vô 5 cái. Vậy là tổng cộng ở đây là 6 cái bông ha. 6 cái bông. Nó sẽ là như vậy ha. Thấy nó tròn đều không? Khi mà nó tròn đều như vậy rồi đó, thì mình có những cái bông nhỏ này, nhưng mà nó điểm vàng một chút. Nó điểm vàng. Có thể là trong camera mình không có thấy nó vàng, nhưng mà bên ngoài á, nó có một chút vàng. Thì Themi sẽ xen kẽ nó vô trong những cái chỗ này ha. Xen kẽ nó vô trong những cái chỗ này để cho nó nhìn cho nó đẹp, nó có một cái vàng nhẹ, một cái màu vàng nhẹ nó dính vô. Hoặc là Themi sẽ làm nó khoảng chừng 4-5 cái thôi, cho nó có cái màu vàng nhẹ nó cắm vô ha mấy bạn.
vì nó mềm lắm, cái cây này nó rất là mềm, nó không có đứng được, nó không có cứng, nó không có đứng được à. Giống mấy cái loại như là hoa hồng hay là hoa tulip á thì nó cứng, các bạn biết không, cây này nó mềm, nó rất là mềm, khó cắm vô đây, cắm vô đây nó không có được đứng cho nó chắc. Cái loại này nó chỉ có cắm ở trên bàn, mấy bạn nhìn đây thì bạn sẽ không thấy là nó điểm những cái hoa này, không thấy nó điểm, nên là chắc là Thammy phải làm cái kiểu khác rồi, cái này nó không có điểm. Thì vậy bây giờ mình cho những cái lá này vô đi, Thammy điểm điểm vô. Đây là những cái lá mà Thammy có, Thammy điểm vô. Mình điểm á, mình để cho nó chảy rũ xuống, mấy bạn thấy không, nó chảy rũ xuống như vậy nè, mấy bạn thấy không, thấy rất là đẹp. Thì làm tí hồi thì đưa lên cho mấy bạn coi, nó chảy ra nhìn nó đẹp lắm, chờ nha. Các bạn cứ làm theo cái vòng tròn của nó đó, thấy không, thấy nó chảy rũ ra đẹp không, các bạn làm theo cái vòng tròn của nó ha. Nhưng mà mấy bạn nhìn ở bên ngoài mấy bạn sẽ thấy nó đẹp hơn nhiều. Ở bên trong cái này nó cái sáng nó chiếu ra nhìn nó không có mix sao somehow, thì nó không có được đẹp bằng ở trong video. Trong video nó đẹp hơn. Ê, ở trong bên ngoài nó đẹp hơn các bạn. Cho những cái lá này. Mình cho những cái lá này vô nhìn cho nó tự nhiên ha. Thì làm xong thì mình đưa đi lại thôi. Xong rồi, tí xíu nữa nó xong rồi. Này nó hơi dài chút, thì mình cắt nó ngắn lại. Chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Một chậu hoa. Thấy không các bạn? Đó, nó có những cái hoa nó chảy rũ xuống như vậy, mình kê ở cái bàn ha. Đó. Bây giờ mấy bạn thấy không? Tammy làm cái này rất là nhanh, trong vòng 10 phút là mình làm xong rồi. Thì Tammy hy vọng là mấy bạn thích những cái kiểu cắm mà rất là đơn giản này của Tammy ha. Nếu mà mấy bạn có cái comment gì á thì mấy bạn viết ở bên dưới cho Tammy and subscribe cho Tammy nha, để cho Tammy có thêm động lực, Tammy làm thêm được nhiều hơn. Rồi nhớ nha, give Tammy a thumbs up, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và bye bye.